Thưa quý vị và các bạn, cùng với quá trình hình thành và phát triển phong trào hợp tác xã ở Việt Nam, tổ chức đại diện và hỗ trợ cho khu vực hợp tác xã ở Thừa Thiên Huế cũng được thành lập, đáp ứng kịp thời yêu cầu tư vấn hỗ trợ cho các hợp tác xã phát triển theo chủ trương của Đảng, Nhà nước. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã có nhiều đổi mới để nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, hợp tác xã, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhìn lại quá trình hình thành và phát triển, hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, bám sát chức năng nhiệm vụ để tổ chức các hoạt động, từng bước đáp ứng yêu cầu của các hợp tác xã và thành viên. Tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, thực sự là chỗ dựa tin cậy cho các hợp tác xã và các đơn vị thành viên trong quá trình phát triển của tổ chức. Là nhân tố hết sức quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh. Liên minh hợp tác xã tỉnh lúc đầu hết sức khó khăn, cán bộ thì phần lớn là chưa có chuyên môn nghiệp vụ, cho nên có nhiều cái nỗ lực nhất định và cũng đạt được những cái kết quả bước đầu. Một tức là cái hoàn thành việc chuyển đổi theo luật 96 và sau đó luật 203 và luật 212, thì những bước này là liên minh đều tham gia tích cực cho Ủy ban Nhân dân tỉnh dưới sự chỉ đạo của tỉnh ủy là hoàn thành tốt. Trên cơ sở đó, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tổ chức cho hơn 700 lượt hợp tác xã tham gia hội thảo, hội chợ triển lãm, quảng bá thương hiệu sản phẩm, giúp các hợp tác xã tạo mối liên kết với các doanh nghiệp để hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, hỗ trợ cho hơn 200 hợp tác xã tham gia hội chợ triển lãm, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước. Tham mưu Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh với điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng nhằm hỗ trợ hợp tác xã vay vốn để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, thực hiện các mô hình sản xuất dịch vụ, gia tăng thu nhập cho hợp tác xã và thành viên hợp tác xã. Thực hiện luật hợp tác xã, theo luật mới thì đối với hợp tác xã chúng tôi là những năm gần đây là tập trung đầu tư và quy hoạch đồng ruộng theo từng vùng. Như vậy là mỗi vùng từ 30 đến 50 hecta là một loài giống, mỗi vùng một loài giống. Và kết hợp đó thì chúng tôi cũng quy hoạch về cái hệ thống giao thông đồng ruộng, nhất là đường bê tông hóa ở đồng ruộng thì hiện nay chiếm tới 80% là đường là bằng bê tông, để đi vào vấn đề là cơ giới hóa trong nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện đề án xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam triển khai, Liên minh Hợp tác xã Thừa Thiên Huế đã phối hợp với các sở ngành, tổ chức đoàn thể xây dựng được 10 mô hình hợp tác xã sản xuất gắn với chuỗi giá trị, hỗ trợ cho các hợp tác xã xây dựng hồ sơ để đánh giá cấp chứng chỉ rừng quốc gia Việt Nam VFSC. Đây là mô hình chứng chỉ rừng quốc gia theo nhóm hộ thông qua hợp tác xã đầu tiên ở Việt Nam. Đến nay, toàn tỉnh có 310 hợp tác xã với hơn 170.000 thành viên. Hàng năm, doanh thu bình quân đạt 3,3 tỷ đồng một hợp tác xã. Lãi bình quân đạt 150 triệu đồng một hợp tác xã. Thu nhập bình quân của lao động làm việc thường xuyên tại hợp tác xã đạt 32 triệu đồng một người một năm. Các hợp tác xã đã hình thành những mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, xây dựng sản phẩm đặc trưng của vùng miền. Nhiều sản phẩm của hợp tác xã đạt được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao. Một số hợp tác xã đã và đang xây dựng chứng nhận sản phẩm 5 sao. Tháng 10, 2015, hợp tác xã đã tiến hành đề hội chuyển đổi theo luật 2012 của hợp tác xã. Thì qua đó hợp tác xã đã bổ sung điều lệ, thay đổi phương án cho phù hợp với luật hợp tác xã, đồng thời là chú trọng khâu là thiết kế mẫu mã và chất lượng sản phẩm để và tiếp cận thị trường. Thì sau thời gian tính đến nay thì hợp tác xã thấy là có nhiều cái thành tích đáng kể, như là thành nghề công của bà con xã viên thì tăng gấp đôi và doanh thu thì cũng tăng đáng kể, do đó công việc làm của bà con rất ổn định. Các hợp tác xã đã ứng dụng các tiến bộ của khoa học công nghệ, cơ giới hóa trong sản xuất kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực và hoạt động có hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đã khẳng định vai trò, vị trí và sự đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Kinh tế hợp tác mặc dù nó đóng góp cho ngân sách không nhiều, nhưng mà ở đây nó tạo công ăn việc làm cho nông dân, cho người dân, cho các thành viên hợp tác xã. Và đây là giống như bề đỡ, ba đỡ, trong khi mà có khó khăn
của nền kinh tế, giải quyết công an việc làm, đảm bảo an sinh xã hội hết sức quan trọng. Hệ thống liên minh hợp tác xã của tỉnh trong những năm qua, đặc biệt là sau đại dịch, đã có những việc phát triển mới cả về lượng và chất. Để thực hiện có hiệu quả nghị quyết 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, chúng tôi sẽ tăng cường các cái hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực cho hợp tác xã, tư vấn hỗ trợ hợp tác xã, nhất là trong vấn đề trợ vốn, tiếp cận về khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình sản xuất có hiệu quả, nhất là sản xuất theo hướng hữu cơ, tuần hoàn, sinh thái, thân thiện với môi trường và gắn với thực hiện có hiệu quả chương trình ô cốp mỗi xã một sản phẩm. Mặc dù trải qua nhiều khó khăn, thách thức, nhất là do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, diễn biến của tình hình kinh tế thế giới, biến đổi thời tiết, khí hậu bất thường, nhưng hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh và khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển mới và đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ, khẳng định rõ vai trò là tổ chức đại diện nòng cốt hỗ trợ cho sự phát triển khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, sớm đưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương theo tinh thần nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.